trước mắt của mọi người đó là anh Xuân Diệu đang thể hiện biệt tài thổi bong bóng bằng mắt. Dạ buổi hồ, xin chào cô bác quý chị ạ. À, tiếp tục hành trình có mặt tại Sài Gòn. Hôm nay thì hai anh em sẽ tìm đến một trước đây thì khi nghệ thuật còn phát triển á thì cái cuộc sống của anh nó cũng ổn ha. Đúng rồi. Nhưng mà hiện nay thì nghệ thuật đi xuống nên anh không còn sống bằng với cái đam mê của mình nữa. Sống bằng đúng rồi. Dạ, đúng sống. Rồi. Dạ. Dạ. Sáng thì phụ vợ bán bánh canh. Bánh canh hả? Bánh canh, bánh mì. Bánh mì. Còn anh thì buôn bán hàng online. À. Đó. Ở đây là một con hẻm rất là nhỏ mà hai vợ chồng anh thuê phải sinh sống ở trong này nè. Khá là bất ngờ khi mà biết anh là một người con của miền Tây và đã lạc đặt kỷ lục Việt Nam với những cái tài đặc biệt của mình. Quá tuyệt vời ha. Và để hiểu thêm anh thì chắc có lẽ là nhờ anh chia sẻ một số cái câu chuyện mà anh bén duyên với nghệ thuật ha. Mình có coi qua mấy cái clip của anh làm thì thấy khi dù vẽ tranh bằng mắt á, nhìn rất là rùng rợn lắm, nhìn hay. Đúng là phải có năng khiếu đặc biệt bẩm sinh mà người ta mới làm được vậy. Cái này không phải là luyện được hay là dạy được hay là truyền được, mà cái này nó bẩm sinh của mỗi người rồi, nó không có thể dạy được, không có thể truyền được. Trước mắt của mọi người đó là anh Xuân Diệu đang thể hiện biệt tài thổi bong bóng bằng mắt. Quá hay. Ồ, lên rồi nó tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Quá hay. Cho con bắn rất là to nhưng mà bình thường thì anh Diệu chỉ thổi những con bóng nhỏ mảng thôi. Bữa nay do không có đồ cho nên thổi to lên. À, anh đang cố gắng nín nở và đưa một cái luồng khí qua cái qua cái lỗ của cái tiếng lệ á. Và không bong bóng từ từ đang càng ngày càng lớn. Quá hay. Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên thấy được ở ngoài thực tế anh Hoa. Không ngờ là bao ạ. Ở mắt con người ta cũng có thể ép hơi ra được. Ừ. Ép hơi ra rất là hay. Một điều kỳ tài và đang xuất hiện trước mặt của Bùi Hồ với lại anh Hoa. Bong bóng càng ngày được càng mà to ra. Quê hương của anh thì ở miền Tây. Và chính quê xác là ở đâu nha anh? Quê hương thì ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang á. Cái lúc mà anh phát hiện cái tài của mình tình cờ khi nào anh có thể chia sẻ lại? Phát hiện hồi 4 năm tuổi à. Rồi cho đến năm 2004 á, mình coi những cái chuyện lạ ghi nét nước ngoài á, nó làm thì mình cũng về mình luyện tập. Luyện tập khoảng từng 2 tháng mấy 3 tháng, bởi vì mình có bẩm sinh nó sẵn á. Rồi bắt đầu là đài VT3 thủ đô Hà Nội mới rút mình lên trận lập kỷ lục Guinness của Việt Nam. Những cái bong bóng trước đây mà anh biểu diễn ở trên sân khấu anh Hoa. Đúng rồi. Thường anh biểu diễn bong bóng nhỏ hơn và nó mỏng hơn cho nên nó dễ dàng ép ra. Như đây có bong bóng bởi vì bữa nay nó lần sau dịch thì anh để đồ nó đã hư hết rồi cho nên là bây giờ cái bong bóng này nó bự hơn rất là nhiều. Ồ. Và nó dài hơn rất là nhiều để ép được cái bong bóng dài rồi cần rất là nhiều sức. Đây là một trong những cái tiết mục mà đầu tiên anh biểu diễn cho hai anh em mình xem và anh còn rất là nhiều cái tiết mục nữa. Oh.
cái cảm giác của em là anh, tụi em là anh rất là mệt, có mệt không anh Sự Nghiệp? Đúng rồi, bởi vì cái bong bóng này nó quá trời dày mà nó quá trời bự. Quá quá trời cái bong bóng. Từ hồi mà mình đi diễn là năm nay là 16 năm rồi. Chỉ thấy cái bong bóng này là bự nhất. Nó bự mà nó lại nó quá trời dày. Và gần 30 năm trong đời thì hai anh em lần đầu tiên thấy một người mà biểu diễn thổi bong bóng bằng mắt. Đúng. Cực kỳ hay. Anh có thể chia sẻ là cái năng khiếu này là như thế nào anh có hay là sao? Tự cái có hay tập? Cái năng khiếu này thì mình bẩm sinh khoảng 4 năm tuổi. Thì mình uống nước đầy trong họng thì nó chảy ra hai con mắt à. Cho nên năm 2004 thì mình mới luyện tập. Thì cuối năm 2004 thì đài VTV3 thủ đô Hà Nội á mời Xuân Diệu lên để lập kỷ lục Guinness của Việt Nam. Rồi Xuân Diệu thì lên đài VTV3 lập kỷ lục Guinness của Việt Nam. Đến năm 2005 thì Xuân Diệu lên Sài Gòn để sinh sống, để đi biểu diễn. Mà mình mới luyện tập á thì khoảng 2 tháng mấy đó nó đã thành công rồi. Nó ra được 2 mét là 8 mấy rồi thì mình mới đi cá độ. Cá độ ở bên xã thì xã cá độ nó thua mình 3 cách bia với một con chó. Rồi có một lần mình cũng đi trình dịch. Cái thằng đó nó cũng trình dịch mướn. Nó tới 3.000 cái con dịch giống gần ra bầy, gã bầy người ta bỏ bạc cọc rồi đó. Rồi nó nói nếu mà thổi ra được thì nó thua nguyên bầy dịch. Còn tôi thổi không được thì tôi cũng thua nguyên bầy dịch đẻ của tôi. Thì tôi thổi ra rồi thì nó thua thì thôi, nó đi trừng dịch mướn mà mình cũng cho nó chứ để là lấy bắt làm gì. Anh thì có bao nhiêu anh em anh vậy? Bảy người chị em, 3 trai còn nhiêu gái. Vậy ngoài cái khả năng đặc biệt của anh thì anh em của anh có người nào có khả năng đặc biệt không? Không có. Cũng như là hồi mà từ mình lập kỷ lục Guinness của Việt Nam năm 2004 tới bây giờ thì trong nước Việt Nam cũng không có ai có. Chỉ nên, có mình thôi. Nên thành thử là anh mới là kỷ lục đó. Anh có thể chia sẻ là anh không có thể truyền nghề cho con. Thì hiện nay anh có hai người con gái. Thì hai người con gái của anh biết được cái tài của anh thì anh có cho con nó ngô hoặc là có những cái năng khiếu nào giống anh không? Không có ai có năng khiếu mà mình chết mang theo chứ không bao giờ truyền ai được. Bởi vì cái này là nó bẩm sinh, nó có hai đường dẫn lên tứ lệ á. Chứ chết mang theo rồi chứ không có còn chỉ gì hay là truyền cho ai được. Đối với những người bình thường á thì khi mà khóc thôi thì cái tiếng lệ của mình khóc nhiều nó đã cay, rất là cay mắt. Và đặc biệt mà khi anh dặn một cái luồng hơi từ cái cuốn họng của mình lên mí mắt thì nó cái luồng hơi nó khác hơn so với những người bình thường. Thì mình thổi một hồi thì nó có ra nước mắt. Nó hơi cay ra nước mắt. Nhất là mình vẽ tranh bằng đôi mắt bằng cà phê á, là mình đổ vô một cái là nước mắt nó tuôn liền. Bởi vì nó đổ vô lỗ mũi là nó gắt. Nó gắt cà phê là cái độ nó gắt dữ lắm. Là nước mắt nó tuôn liền. Khi mà lần đầu tiên mà anh vợ mà anh gặp, anh biết anh có năng lực đặc biệt gì á, thì có bất ngờ với lại cái tài năng của anh không? Thì bà cũng bất ngờ lắm. Hồi đó mình cưới rồi mình cũng đâu có nói gì cho bà biết đâu. Đến năm 2004 thì mình luyện tập rồi bả mới thấy, bả mới biết bất ngờ. Anh ơi, ngoài cái thổi bong bóng ra thì như em đã thấy chứng kiến tầm mắt ra đây thì ngoài đó thì anh còn biểu diễn những cái môn như thế nào nữa anh có thể lại cho mình. Mình thổi bong bóng nè. Dạ. Rồi thổi guộc xe Honda nè. Guộc xe dạ anh thổi được. Guộc xe Honda nè. Và mình thổi sáo nè. Mình thổi phi tiêu đâm bể bong bóng nè. Thổi sáo bằng gì anh? Cũng bằng mắt luôn, tất cả bằng đôi mắt của mình. Ồ, rất hay đó. Rồi mình thổi tắt nến nè. Hồi lúc trước thì mình lập kỷ lục Guinness của Việt Nam. Năm 2006 mình lập Guinness của Việt Nam ở tại đài VT3 thì 20 cái nến. Thì bây giờ có thể là mình tăng lên tới 30-40. Tụi em rất hào hứng khi anh chia sẻ những cái câu chuyện của anh. Thật ra thì anh đã nói cũng như đã chia sẻ là anh đã lập kỷ lục. Thì vợ anh là người có rất là có hãnh diện về chồng của mình không? Cũng có. Nhiều khi mình đi diễn ở show thành phố thì bả rảnh thì bả đi theo chơi vậy. Hiện nay thì anh có sống với lại cái đam mê nghệ thuật của mình mà gọi là thiên bẩm không? Hay là phải sống bằng một cái nghề khác? Mình cũng sống cũng đam mê mà đều cùng mình cũng có nghề phụ nữa. Lúc nào mình không đi diễn thì mình làm nghề phụ.
lúc nào mình đi diễn thì mình lập cái lục Guinness của Việt Nam tại đài VT3, thì mình thổi sữa ở tại đài VT3 thì 2m86, lúc nào khỏe khỏe thì 3m2. Mà điều mình đi gì biểu diễn mình lấy cái trung bình 2m mấy cho nó khỏe trong mình thôi. Bởi vì mình đi biểu diễn show là không phải là mình diễn một trò. Mình thổi bong bóng nè, cuộc xe Honda nè, rồi mình thổi sáo nè, mình thổi nến nè, rồi mình thổi phi tiêu đâm bể bong bóng nè, rồi mình thổi sữa nè. Phẫu thuật á là những cái mẹo. Nó mẹo, nó làm bánh phé. Những cái thủ thuật phé, đúng rồi. Còn đối với anh thì những cái tiết mục của anh này chỉ chuẩn bị một số cái đạo cụ này thôi, là thể hiện bằng một cái khả năng bẩm sinh, người ta gọi là thiên bẩm á. Mà cái xe cái cuộc xe này mười mấy năm rồi, tới chừng mà hết nghề đi đấu giá được. Anh Sơn Diệu sẽ thổi cái lốp xe Honda này dữ thiệt. Hết ngày là đấu giá cuộc xe này trị giá bao nhiêu? Trị giá bao nhiêu anh? Mười mấy năm mà cái cuộc xe này mười mấy năm rồi nè. Nó theo hồi mà từ mình lên diễn tới bây giờ là 16 năm rồi. Cũng là đeo cái kiến lặng vô đúng không? Bắt đầu mình dùng thân ép kiến này là mình mua về mình tự mình chế. Mình chế thí dụ mình mua 3-4 cái về thì không phải là mà mỗi cái mà mỗi mình chế được 2-3 cái thì được 1 cái 2 cái là dữ lắm rồi. Tại sao anh? Nó có bởi vì nó hư. Mình về chế cái là nhằm cái nó không có giữ được cái độ hơi á. Dạ, phải nói gọi là kỷ lục gia Sơn Diệu mới đúng. Đúng, đúng. Anh, đối với mình thì anh là một kỷ lục gia. Kỷ lục gia Sơn Diệu là... Cho em gờ vô thử à, có hơ không? Cái luồng hơ rất là mạnh luôn. Anh Hoa không tin, cứ thử gờ thử. Không tin cho được, thủ cho nó lên ngay. Lên con bắn thì phải có hơ, không có hơ thì lên được. Biết đâu anh ảo thuật cho bong bóng này, cái này tự lớn sao? Đây. Dạ, anh... cái này mình là đã diễn mình bước vào kỷ lục Guinness của Việt Nam chứ mình không có mánh phé gì hết. Bởi vì vào kỷ lục Guinness là không có ai mà được mánh phé gì hết. Là chỉ là người ta lấy tiết mục bẩm sinh. Những cái người khác cũng vậy. Người thật đó. Thôi bây giờ anh bắt đầu. Bịt mũi là ép hai người để thổi vô cái đầu xe này. Nhiều khuê đó chứ, cái đột xe này nó to rồi. Thời gian nó sẽ lâu hơn. Thổi rất là lâu rồi, nó thành nhiều khuê chứ đơn giản. Thật ra là anh thổi mà mình có cảm nhận như là mình anh rất là mệt. Nín hơi rồi, ép rồi. Cái cuộc xe nó đang tương tự nó phòng ra. Bắt đầu phòng ra đó. Phòng ra nhìn thấy rõ luôn rồi đó. Mùi hồ và anh Hoa Lệ cố gắng cảm nhận. Và mùi hồ thì đang cầm cái cuộc xe và cái nó càng ngày càng phồng ra lớn hơn. Thì như thế thì sức lực anh dùng cho cái việc mà hơ vào đây nó nhiều hơn. Và một cái hình tròn nó đang từ từ hiện ra trước mắt. Quá hay luôn. Đây, mình gờ vô nào. Quá hay. Có nghĩa là lúc nãy á, thì khi mà hơi chưa đầy á thì một xe không thể nào cầm đứng là được, đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ hơi đầy thì cái cuộc xe đã đứng một cách dễ dàng. Anh hạ cái lục xe một xíu anh. Hạ cái lục xe. Ồ. Quá hay. Cho em cảm nhận quá. Quá hay. Thổi càng cứng cái lục xe luôn.
Oh yeah. Đâu, cho em cảm nhận đây, anh Hoa cảm nhận anh Hoa. Cái gì ngắt rồi cái gì thôi. Một tràng pháo tay cho anh Xuân Diệu, một kỷ lục gia Việt Nam. Với một cái dụng cụ nấu nối ống hơi vô cùng đơn giản như thế này. Đó, một cái đường châm cái ống này là tức mắt mà. Cái ống hút á. Nó hơi cay 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 mắt này. À cay chứ không tức. Cái ống hút nó vô đây nè, ống hút sữa. Vô đây và anh chế bằng này. Đó. Lúc nãy anh có chia sẻ với em với anh Hoa là cái phát hiện cái tài năng lúc nhỏ của anh á là anh thổi bằng nước. Đúng không? Anh được cá độ bằng nước vì ruột sen ngày xưa là có khi nào là chở bạn gái đi bánh xe xẹp anh thổi không? Hả? Hay sao? Cái đó anh được. Nói cho vui để cho anh có thêm một cái động lực anh đi cái tràn trề nhựa sống này. Anh Hoa, anh chia sẻ về khi anh tận chứng kiến anh gặp cái tài năng của anh Xuân Diệu thì như thế nào? Không tin ngờ, không tin vào mắt mình, từ trước giờ không nghĩ là có người thổi cái lốp xe xe Hồng Đà mà thổi thành càng cứng này. Không ngờ là ép hơi mà ép ra tiếng lệ mà thổi nhiều hơi mà mạnh dữ. Tụi em vô cùng bất ngờ khi mà ngồi đây tận mắt chứng kiến anh đẩy hai luồng khí ra cái tiếng lệ của mình. Không dùng chiêu trò gì á. Chiêu trò. Người thật, người thật. Đuối đuối dữ không anh? Nó cũng hơi mà mệt chút rồi là nó mệt chút. Thì mình đi diễn cái là nó quen rồi. Mà cái này mình lấy cái hơi á cho nó điều đặn. Bởi vì á biểu diễn này á cái hơi mà nó ra phé mắt á nó rất là nhỏ. Nếu mà mình thổi quá mức á là nó tá quả mặt mày chân hỏng thấy đường là nó quỵ. À. Cho nên mình phải điều chỉnh nó mới được. Chứ không thôi là nó đột quỵ đi. Nó kiểu như mà nó đột quỵ tá quả mặt mày cái là hai cái giò nó đứng không được. Nó bị say sẩm. Nó say sẩm cũng như là nó té luôn. Là không bao giờ đứng được hết. Có nghĩa là mình ép quá gì. Vâng, mình ép hơi quá nó căng lên cái não của mình đó. Nó dồn lên bị gì mình lấy cái nén hơi mà nó dồn lên cái não á. Anh nói ngày gần ngày xưa là 14 tuổi thì anh đã phát hiện được cái biệt tài của mình. Thì trước đó anh thấy có những cái dấu hiệu gì đặc biệt để mình cảm nhận cái tài đó không? Thì hồi lúc mà cả 4 tuổi thì mình uống nước cứng trong họng là chảy ra hai mắt. Thì mình cũng bất ngờ nữa, mình cũng không dám nói cho ai biết hết trơn á. Bị gì tới lớn này mình chỉ là mình nín thinh thôi, cũng không có cho cha mẹ hay là hoặc anh em giùm ngõ gì ai biết á. Mình nói mình cũng suy nghĩ hoài, ủa sao mình kỳ cục vậy? Thì sau này mình mới biết đó là nó bẩm sinh. Lúc đầu thì được cái tài năng, được cái năng lực bẩm sinh nó rất là lo, đúng không? Tại vì mình có những cái thứ mà ngày xưa giờ ở Việt Nam cũng như là mình tìm hiểu chưa biết được. Cũng như là chưa ai có. Không có ai rất có. Là lo. Từ cái lo đó anh biến thành cái tài của mình. Đúng rồi anh ơi. Chắc có lẽ là anh sẽ biểu diễn tới cái gì đó. Thổi sữa. Thổi sữa. Dạ, bây giờ thì anh xin kỷ lục gia Xuân Diệu sẽ biểu diễn thổi sữa cho mọi người xem và xem. Thổi sữa bằng đôi mắt. Thổi sữa bằng đôi mắt. Lát nữa xong đó thì tới anh Hoa Lệ sẽ thổi sữa bằng miệng. Một tràng vỗ tay đi. Vỗ hai.